shop nick tự động sĩkeoshop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Con nào, ngay đây rồi. Đây rồi. Lên mạng không kịp ngáp luôn, mình cầm cây MP10 mà anh em. Ui phải cả trưởng. Thằng bé đâu ta? Nó ngay gần đây phải không anh em? Mày liệu hồn. Ủa nó ở gốc cây à? Mình không rõ nữa. Chả hiểu nó ở đâu anh em. Lấy cây M451 bắn vẫn ổn hơn, nó là súng trường mà anh em. Súng tiểu liên thì có cây MP40 rồi. Mấy ông này bắn nhau gắt thế, là mình sợ ghê ta. Có 4 bông keo. Còn máu đã. Một đứa phía sau nó cầm súng trường anh em ơi. Rồi làm sao người đâu? Chỗ nào ta? Ra ngoài coi anh em. Đây rồi, tưởng ở đâu? Anh tưởng chú ở đâu cơ? Chạy đi em ơi. Cái gì vậy? Có rượu ngáo thế? Lại có rượu choáng đấy cơ. Ui thằng bé này. Thanh niên này chơi gà quá anh em ạ. Thế này sao mà được kẹo? Ăn thế nào được? Ăn là ăn làm sao? Đầu làng có người anh em nhá. Chuẩn bị chúng ta tiến qua thôi. Đến lúc solo với mấy đứa đầu làng rồi. Đây rồi anh em ơi, let's go nào. Sunny à? Sunny chưa có lũ anh em. Rồi đi. Một đứa lên bảng. Bên này còn người nhá. Phải có tiền mới mua được Sunny anh em ơi. Chứ mình cũng muốn mua nhân vật mới mà. 1300 kim cương giá chát phết đấy. Không đơn giản đâu. Chú đây các con đây. Kìa. Mình tính là phải cho nó vỡ đầu cơ. Nhưng mà thằng bé này nó chạy như này thì thôi xong hỏng luôn anh em ạ. Cho nó vỡ đầu hơi khó đấy. Hơi bị khó à nha anh em của ra nè. Đây chúng ta có ngắm mục đích nè. Ok. Ngon ghê ta thằng này. Ui dồi ôi anh em ơi, đồ ngon thế này. Trận này mà tôi không sống dai, tôi không kiếm top được thì đúng là hổ thẹn với cái mấy đồ ngon này anh em ơi. Cái mớ đồ này quá ngon luôn anh em ơi. Từ trang bị súng đến ba lô các kiểu luôn này. Mũ ba này, giáp chống nổ này, ba lô ba này, anh em nói gì chưa này. Tay súng các kiểu này anh em thấy chưa. Combo súng thì đúng là chất lượng nhất game rồi. MP40 với lại cái khẩu ra nhá. Thế nào mọi người ơi. Tên tên. Chúng ta có gì nào. Rồi xong mình phát hiện ra là chẳng có ai ở đây nữa. Thế nên là đây. Ăn tạm cái nấm. Ui, em nhận được kim cương rồi hả? Ok, thì anh mới gửi quà tặng đến mấy bạn thôi. Gửi quà tặng đến mấy bạn tham gia hôm nọ cái trận cuối tuần thôi. Còn lại thì về mấy bạn quay sổ số anh chưa kịp gửi. Thế nên là sẽ gửi trong tối nay hoặc là trưa mai nhé. Ok anh em. Không em ơi, không máu này là không chơi giảm thanh. Đấy, bữa nay mình chơi không máu mà anh em lại đổi qua chơi không máu rồi. Nên là không chơi giảm thanh. Bởi vì chơi không máu nên là suốt ngày bị tụt danh. Thế nó mới vãi cả trưởng công ạ. Anh gáy khét luôn đi. Đúng rồi, gáy khét luôn bây giờ nhá. Nhá, chia sẻ với anh em nhá. Mình cứu được 4 mạng rồi. Cái vấn đề chính là bo nó to vãi nồi ra anh em ạ. Tầm này anh em nhá. Anh em chạy có đến mút mùa hoa chuối luôn. Chính xác là mút mùa hoa chuối mới thấy địch. Nên là anh em cứ phải từ từ thôi. Muốn gáy khét thì chúng ta cần phải có gì. Mình nghĩ là ui 4x có gì à? Tưởng chưa có cơ. Thiếu cái nòng súng. Chính xác là thiếu cái nòng súng anh em ơi. Nòng súng mà ngon thì nữa, nòng súng 3 thì dã phải gọi là tuyệt vời luôn. Tuyệt vời ông mặt trời anh em ạ. Đấy, tôi kiếm cái nòng 3 nhá. Tôi dã cho nó đúng là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đấy, phê luôn. Đây này, ra đây. Xem chúng ta có gì nữa không anh em. Tên mình không thấy ai nữa. Tí nữa chú ngại kể chuyện ma đi. Các con có muốn nghe chú ngại kể chuyện ma không nào? Để chú ngại sẽ nghĩ ra mấy câu chuyện nào mà kể chuyện ma mà nó lại không sợ đấy. Chứ chú sợ các con là nghe xong chuyện ma là các con chạy trốn hết kênh like của chú thì ai xem. Không ai xem thì chú lại buồn các con à. Thế nên là chú nghĩ là có gì tí nữa anh em ơi. Không kể chuyện ma đâu, chú ngại kể chuyện cười nó mới chất anh em ạ.
nhá. Tí nữa tôi xem mấy mẩu chuyện cười tôi kể chuyện cho anh em. Chú ngạn kể chuyện cười. Đấy. Rồi. Người thì chúng nó cũng không đông lắm, nhưng mà mình phát hiện ra là ê, con lợn, con chó lợn này. Mình khá là thích cái kiểu từ con chó lợn này anh em ạ. Bây giờ gọi địch, chúng ta sẽ gọi địch là ê, con chó lợn. Đủ, đã vừa chó lại còn vừa lợn đấy anh em thấy. Ui, cái gì vậy trời? Trời ơi, tôi đã giết thằng địch rồi. Các cháu ạ, chú vừa giết thằng địch và nó bay lên nóc nhà luôn. Các cháu thấy vãi hàng chưa? Các cháu có thấy vãi hàng nó hơi sai sai chưa anh em? Ok, để chú suýt nữa chú phì cười các cháu ạ. Rồi nhá. Và bây giờ thì trong cái bản đồ của chúng ta này nó lại vắng vãi chưởng. Kể chuyện cười bình thường chứ hài quá em cười ra tiếng là chết luôn với bố mẹ. Bố mẹ lại vả mồm cho con cái bỏ chứ. Mày làm gì mày cứ cười hí hay hí hố mày nhắn tin mày có người yêu hả con ơi. Thường nhá tôi kể chuyện cho anh em nghe là khi mà anh em kiểu cầm điện thoại mà hay nhắn tin ấy ở nhà nhá. Hồi trước hồi tôi còn đi học đấy, tôi cầm điện thoại tôi không nhắn tin, tôi ngồi chơi, tôi đọc mấy cái câu chuyện cười, đọc lướt Facebook thôi. Thế bố mẹ bảo chứ em thấy em mày có người yêu à? Đủ, trong khi tôi là một thằng ế dã ma luôn anh em, làm gì có người yêu đâu, khổ vãi trưởng. Đấy là chia sẻ tâm sự với anh em về cái chuyện hồi mình còn đi học tí. Thế nên là thôi bây giờ tập trung vào chơi game đi anh em. 10 giờ cút tầm nha kẹo. Cút tầm hả? Tí anh coi xem. Qua đây. À tốt nhất là mình né cái Z-Zone ra hôm qua nhé. Hôm qua mấy lần chết vì Z-Zone rồi anh em ạ. Thế nên là né nó ra. Nếu như mình không muốn ra đi sớm là mình phải né ra đàng hoàng luôn. Người yêu gì tầm này, đúng rồi chú đang làm đây, chú đang làm để chú ăn đi các con ấy. Bây giờ làm mà không đủ ăn thì không có người yêu gì cả các con ạ. Chú khổ quá mà. Bố mẹ em đang ngủ à? Thế chết em ơi Lisa em ơi. Chuẩn bị nghe chuyện cười từ chú ngạ thì bố mẹ em thức dậy quật cho mấy cái roi vào đít em ạ. Thế kia đứng lại. Liệu hồn với anh. Thế mày này yếu máu thế? Nó không còn máu à? Xem nào anh em. Vãi trưởng, nó không có giáp luôn này. Thằng bé này không có giáp, thảo nào bắn sấy nó easy luôn anh em ơi. Đồ toàn đồ ngon, sấy thằng bé không giáp easy, vãi trưởng luôn. Đừng, anh ơi, đừng. Anh đều chả làm gì vậy? Cho em xin tí đồ anh ơi. Không hiểu sao nó đổ chả làm gì nữa anh em. Thế thì anh cho em xin tí đồ nhá. Em cảm ơn anh đã cho em tí đồ, được rồi. Thank you so much. Thì các bạn ơi, chị Hằng tới tháng rồi. Đến Trung Thu cho anh em, mình như qua Trung Thu rồi mà còn đòi chị Hằng gì nữa em. Rằm tháng 7, bây giờ là tháng 10 rồi em ơi, 17 tháng 10 rồi, còn chị Hằng gì nữa. À, cái gì đây? Em đố anh em trong một buổi tiệc con chó nói với con lợn bị làm thịt con heo thì nghĩ con chó bị làm thịt. À thật ra anh đọc câu chuyện đấy rồi, nó là như này này. Anh đọc câu chuyện đấy rồi. Một buổi tiệc thì cái người chủ nhà người ta mới bảo rằng là ở nhà bây giờ còn mỗi hai con, một là con chó và hai là con lợn. Thì để dọn một cái mâm cỗ ra thì anh em nghĩ là thì anh em mới nghĩ là cái nhà đấy nó sẽ thịt con chó hay thịt con lợn. Với theo cái phong tục ở Việt Nam ấy thì tất nhiên là cả nhà thì bình thường người ta mà cỗ con đám thì người ta sẽ hay thường thịt con lợn hơn, còn thịt con chó chỉ để ăn chơi thôi. Nhưng mà như này anh em, tức là con chó nó sẽ có cái suy nghĩ, nó sẽ bảo là như này. Con chó lại suy nghĩ là thằng chủ nhà nhất định là mày sẽ thịt con lợn đấy. Nhưng con lợn nó lại nghĩ rằng bảo chứ ui giời ơi, con chó mày qua nhà lâu rồi, mày là giống chó Shiba của Nhật Bản, ông chủ thịt chết cha mày. Thế nên là anh em suy nghĩ như nào? Và thế rồi nếu mà anh em trả lời con lợn ấy thì sẽ có một cái trò như này. Thịt con lợn ấy, tên bùm, các bạn với mình suy nghĩ chẳng khác gì con chó cả, suy nghĩ giống hệt con chó. Đấy là một cái câu chuyện để anh em gọi là trôn những cái đứa
bạn mà anh em hay chôn này, những cái đứa bạn mà anh em hay chôn, nhưng mà chôn cẩn thận nhá, không nó vác dép nó vả cho anh em bốp 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 từ má trái sang má phải luôn. Hạnh phúc sẽ không mỉm cười với những người lười thả thính. Chú có biết thả thính là gì đâu con ơi. Đến bây giờ chú vẫn đang còn ế đây, chú suýt có người yêu các con ạ. Bạn đang comment bay như chim kia. Thôi thì bây giờ còn lại mấy đứa thì xem cố gắng kêu nốt chúng nó để xem kiếm lấy trận tốt nào anh em. Vớ va vớ vẩn, chú có kể chuyện vớ va vớ vẩn bao giờ đâu. Trong cái cuộc sống này, ui 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 đừng đừng anh ơi tha em, anh ơi tha em, có một con xe của em thôi mà đừng, có xe mồi, có xe ngành của em đừng tha em. Anh ơi, anh tha em đi. Tôi đi với thằng chó này thôi, anh em ạ, con chó lợn này. Con chó lợn này bị đổ hồn. Súng nó không bắn được đâu anh em ạ. Ui vãi cả trưởng. Súng nó không bắn được đâu. Súng nó không bắn được đâu này, con chó lợn này nó phá xe của mình này. Súng nó bắn làm sao được hả anh em? Láo 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 láo. Cái nỏ có mỗi một viên, thôi vứt luôn đi anh em ạ. Vứt luôn đi cho nó rộng. Rồi anh em, ui vãi cả trưởng. Anh ơi, anh nào chơi adup anh tha cho em hộ cái. Anh tha cho em hộ cái, anh chơi adup anh tha cho em hộ cái chứ em bây giờ là em. Em suýt chết ở dưới rồi anh em ơi, chạy, 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 chạy. Mới adup mới là K98 nữa, thôi. Em xin các anh. Em xin các anh tha cho em, các anh đừng có đuổi giết em nữa, em mới kiếm trận top 1 thôi mà khổ quá anh em. Nãy giờ mình 9 kill rồi, giờ còn lại 3 đứa thôi. Thôi bây giờ xem phải chơi cẩn thận tí. Thì nãy giờ mình nói câu chuyện với anh em một con chó lợn nên là gọi là con chó lợn nó mới hay. Mìn thì đã làm sao, anh có giáp chống nổ mà mìn tuổi gì với anh. Đấy, mìn không tuổi chơi anh luôn mấy đứa. Cái vấn đề chính là đây đây, con chó lợn này, con chó lợn này. Đây rồi, con chó lợn này. Nãy giờ mày tính chơi anh à, mày lên bảng đi em ơi. Thằng cuối. Thằng cuối ở ngay trên anh em ơi, solo nào, 1v1 nào. Top 1. Top 1 các cháu ơi. Chú là chú Ngạn Vlog đây và ngày hôm nay chú sẽ làm cái clip top 1 siêu to khổng lồ các con ạ. Từ từ để chú qua đây, ui vãi cả trường. Anh ơi tha em, anh ơi anh ở lại. Anh ơi anh ở lại. Yes. Top 1. Ten ten. Anh ơi anh ở lại với em đi, em top 1 rồi. Ok. Và đây chúng ta đã có được top 1, 11 kill luôn anh em. Tên tên. Cộng 64 điểm. Gắp. Công ạ. Đây trận này mình top 1 11 kill rồi nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.